Trang Nguyễn Thế Thủ đang làm lễ, kể Trang Nguyễn Thế Thủ đang dâng lễ. À vậy hả? Ủa Trang Thủ đang dâng lễ hả? Ba sạch chân bên đây nữa nè. Đó, sạch chân bên đây. Anh thi vô. Ông chờ chân ông. Chân đứa mẹ đã. Đó, đứa mẹ. Đây ngón chân của mẹ. Chân nào. Đây ngón chân của con cái. Con cái nó thi giữa. Giữa nè, kế nè. Con cái đây nè, chân thích nè. Bên kia đi. Rồi đi qua đây không? Alo. Hai hai bàn chân. Rồi. Qua đây. Rồi hết hai bàn. Đây. Đây đúng rồi, mẹ thêm sức cho ngoại rồi. Được ước tưởng là giúp con lên được rồi con. Đó, đây đúng phải nằm lên được, ông bàn chân mẹ bằng hai bên như vậy. Xong rồi. Đó. Xuống bên kia. Xuống đường này à, xuống đường này à. Hết rồi. Bên đây, xuống bên này. Xuống bên này à. Cái này lên. Ở nhà mình đang lên hết. Chị Lan chị bên chụp cái bao. Chú Hải, chụp cái bê tắm bê ôm chân đứa mẹ. Ờ đó. Ba ba với chị Lan với cả gì đây nè, ôm chân đứa mẹ nè. Rồi. Tắm hôn chân được. Trời ơi, ghét tắm hôn. Mặt chưa? Mặt chưa phải. Mặt chưa cái này tốt rồi. Rồi. Rồi, ok, có đúng đội kiểu không? Rồi, rồi. 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 Chân của mẹ. Không biết là có hôn cả bàn chân của mẹ không? Tới rồi. Hôn hết bàn chân luôn. Trang Nguyễn Thế. Rồi, rồi các bạn xuống ạ. Xong rồi. Phải quay chúc mẹ chứ. Limite, il y a celle-là, mais... Nhưng được thì vô, cứ vô được thì vô thôi. Rồi. Rồi, sao rồi vậy? Rồi, một tắm nữa. Hy vọng là thấy. Dạ thấy được mà thấy được. Vậy rồi 1, 2, 3. Dạ rồi, có đội kiểu không? Đội kiểu không? Con cứ bấm vài tấm. Dạ dạ dạ. Tấm nào đẹp mình lấy. Dạ dạ ok, con bấm liên tục luôn nha. Rồi xoay nghiêng qua cháu nè, cô trong đi. Rồi quá trời luôn. Rồi ok. Ta có lấy tạm dưới, chụp đứa mẹ xong rồi.
Nam ơi, Phương vô đi. À, dạ. Đứng ngay đó luôn, đứng ngay đó luôn. Vô, vô, đứng đó luôn, quay cái đầu thôi. Đó, đứng sát chân rồi mẹ đời. Ok. Bỏ cái tay xuống vô, thiếp thiếp lên luôn, đứng luôn thiếp. Không không, chú bỏ cái tay điện thoại ra. Đứng luôn. Cứ sợ hàng mình mất. Tình không có đẹp, chú Phương bỏ. Bỏ xuống nhanh.